hoan Công quan họ Phương Nam lần đầu tiên được Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Liên hoan thu hút sự quan tâm của những người yêu thích làn điệu dân ca quan họ trên khắp cả nước với hơn 120 tiết mục và 300 diễn viên quần chúng từ 10 tuổi đến trên 41 tuổi đăng ký tham gia. Tại liên hoan, các thí sinh không chuyên đã biểu diễn các làn điệu dân ca quan họ với nội dung thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nét văn hóa đặc trưng về tình làng nghĩa xóm, tinh thần hăng say lao động, tình yêu đôi lứa. Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên hoan với mục đích bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận và góp phần phổ biến sinh hoạt văn hóa truyền thống trong công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố.